gì? Trung bì là lớp nào các bạn? Các bạn nhìn lên hình này thì các bạn thấy lớp trung bì nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu mà? Dưới đường nào? Dưới lớp 7, lớp 7 ở đâu? Cái đường gì? Đường uốn lượn, đúng rồi. Thượng bì và trung bì sẽ được ngăn cách bởi một cái gì? Một cái đường uốn lượn, đúng không? Thì các bạn thấy dưới cái lớp đệm của lớp thượng bì là lớp trung bì. Trung bì chúng ta gồm có những thành phần, những cơ quan nào? Thứ nhất phải có sợi gì? Collagen và sợi elastin. Rồi, các bạn ghi gì ạ? Sợi collagen và sợi elastin. Hồi nhỏ các bạn có chơi dây thun không? Collagen và elastin nó giống như cái sợi dây mà các bạn dây thun á. Các bạn sao? Kéo ra, kéo chơi nhảy dây á. Đó chính là sợi collagen và sợi elastin của mình. Nó phản ánh cái độ gì? Độ đàn hồi của da, đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta già đi? Sao chúng ta không được săn chắc như lúc trẻ? Mất collagen. Mất thì mình bổ sung, đúng không? Đâu có sao đâu. Mất thì mình bổ sung. Thì đứt gãy thì mình bổ sung. Vì sao? Vì sao chúng ta lại già đi? Vì sao chúng ta lại sao? Chảy xệ. Vì sao chúng ta lại nhăn nheo? Đúng rồi, thì lão hóa. Do cái gì mà chúng ta lão hóa? Do mất collagen, đúng không? Nhưng mà mất collagen thì mình uống, mình chích, mình bôi, đúng không? Thì có collagen lại thôi, đúng không? Tại sao chúng ta vẫn bị già? Chưa ai trả lời đúng hết vì sao chúng ta lại bị già. Bị mất elastin. Elastin có phục hồi được không? Không, đúng chưa? Nhưng mà collagen thì sao? Có. Các bạn đã bao giờ nghe kem elastin, viên uống elastin, truyền elastin, tim elastin chưa, đúng không? Mà toàn là nghe gì? Uống collagen, tim collagen, rồi gì? Kem collagen, tắm collagen, cái gì cũng collagen hết. Bây giờ bao tay còn có bao tay collagen nữa, đúng không? Vì sao? Vì collagen hấp thu tốt nhất qua gì? Qua da, qua đường bôi trước. Collagen hấp thu tốt nhất qua da, hấp thu 30% không qua đường gì? Đường bôi. Còn đường uống mà các bạn đang uống đó, thực chất nó là gì? Vitamin C thôi. Vì vitamin C đóng vai trò là gì? Giúp chuyển hóa thành gì? Thành collagen. Tuy nhiên một số người bị đau bao tử thì chúng ta không thể sử dụng collagen được ha. Nó, những người bị đau bao tử mà uống collagen thì nó sẽ lên rất là nhiều mụn. Rồi, vậy thì elastin có khả năng phục hồi không? Có, nhưng mà khả năng sao? Rất thấp. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta mà bổ sung được cả collagen, cả elastin thì chúng ta sao? Trẻ hoài luôn, không bị già. Nhưng mà chúng ta không thể bổ sung gì? Elastin. Mà chúng ta chỉ bổ sung được gì? Collagen. Rồi. Và ngày nay thì khoa học hiện đại cho nên là người ta đã phát minh ra được viên elastin nhưng mà giá rất là mắc. Người đâu có tiền mới uống thôi. Tại vì giá của nó rẻ nhất. Chi phí để uống một tháng cũng là 3-4 triệu cho một tháng uống elastin. Và khi mà các bạn uống elastin, nó hiệu quả của nó chỉ trong vòng gì? 5 ngày da của các bạn sẽ căng lên, săn lên. Những người nào mà bị gì? Bị chảy xệ da cổ nè, bị nhăn khóe miệng nè, chỉ cần có elastin thôi là 5 ngày là các bạn thấy da bắt đầu gì? Căng. Nhưng mà giá của elastin rất là mắc. Cho nên đó là ngày hôm nay người ta đã có thể phục hồi được elastin rồi, nhưng mà giá rất cao. Cho nên là cái việc mà elastin bị mất đi á, bây giờ hoàn toàn có thể bổ sung, nhưng mà giá chi phí rất là cao. Chứ các bạn đừng có đi nói là elastin không phục hồi được nha. Năm nay, năm 2019 là đã có hai quốc gia họ công bố làm được viên elastin rồi, là Thụy Sĩ và Nhật Bản. Rồi, thông tin cho các bạn vậy thôi. Tiếp, thành phần tiếp theo là gì? HA hay còn gọi là gì? Hyaluronic acid. Có ai không biết viết từ này không? Giơ tay lên. Ai không biết viết hyaluronic acid? Biết hết đúng không?
Ai không biết giơ tay lên nè để kêu người chỉ cho, đừng giấu. Rồi, mấy bạn ngồi gần, mấy bạn giơ tay chỉ cho mấy bạn đã biết cái từ hyaluronic acid đi. H-I dài A L U. Tôi thấy quá trời người không biết luôn mà không chịu giơ tay. R O N I C. Đọc tiếng Việt luôn đó nha. H nè, Y dài nè, A nè, L U R O N I, Y ngắn C. Dạ, đọc là hyaluronic acid. Hyaluronic acid là filler các bạn hay tiêm đó. Hyaluronic acid nó có rất là nhiều kích thước phân tử. Và một trong những ứng dụng của hyaluronic acid là để làm ra cái gì? Chất làm đầy. Mà các bạn hay tiêm filler đó. Hyaluronic acid có vai trò gì trong da? Hyaluronic acid có vai trò gì trong da? Tại sao mà các bạn thấy người ta đi tiêm gì? Tiêm căng bóng, tiêm HA, tiêm vân vân, mục đích là gì? Cấp nước. Hyaluronic acid là nam châm hút ẩm của da, ngăn không cho mất nước qua da. Ngăn không cho mất nước qua da. Ngăn không cho mất nước qua da. Rồi các bạn nhìn lên màn hình. Cái này là cái gì? Nang long. Trên cái nang long nó có cái cục nối với cái nang long, cái đó gọi là cái gì? Tuyến bản nhờn, cho tạo dòng đi ạ. Nang long nè, tuyến bản nhờn nè. Đây là chúng ta đang liệt kê cấu tạo của gì? Của trung bì. Chúng ta có nang long, chúng ta có tuyến bản nhờn. Có gì nữa? Cái cục này là cái gì? Tuyến gì? Tuyến mồ hôi. Tôi thấy mấy bạn đốt hôi nách quá trời luôn á. Đốt đi ha, trong ngày. Nói ngắn gọn gì vậy thôi. Chữa một phương pháp khác đi các bạn. Tuyến mồ hôi mấy bạn không có đốt như vậy được đâu. Rồi, đây là cấu tạo của gì? Của trung bì. Các bạn làm da là các bạn làm gì? Điều trị gì? Spa các bạn điều trị những vấn đề gì? Mụn, nám, sẹo. Các bạn nào làm hai phu không? Ở đây các bạn nào có máy công nghệ cao không? Có kim hả? Dầu quá. Có ai xài máy RF không? Vậy là đa số các bạn ở đây đều xài phương pháp gì? Lăng kim. Đúng chưa? Đừng nói chứng cá tiết chứ được riêng. Nói cái cũ đi, các bạn đang xài gì? Lăng kim. CO2. CO2 là quá dầu rồi. Vậy thì máy CO2 nè, máy hai phu nè, nó sẽ tác động tới lớp nào? Trung bì. Còn cái cây kim lăng của các bạn hoặc là một số bạn tiêm chích thì nó ở đâu? Chỉ nằm ở thượng bì mà thôi. Nhớ chưa? Cho nên các bạn có để ý một số bạn mà đi học tiêm ở một số chỗ khác á. Ở đây là không dạy tiêm. Nhưng mà một số bạn đi học tiêm ở chỗ khác, các bạn học tiêm nám, tiêm căng bóng thì người ta sẽ kêu các bạn là đâm kim ngập bao nhiêu mm? Ngập bao nhiêu? 2-4 mm. Đó là độ dày của lớp gì? Thượng bì. Nếu như các bạn đâm quá sâu thì nó sẽ đi vào đâu? Trung bì. Mà trung bì thì các bạn thấy có cái gì đây? Cái gì đây? Mạch máu. Cho nên là không bao giờ họ dám cho các bạn đâm sâu. Vì nếu đâm sâu thì chúng ta sẽ tiêm trúng cái gì? Vào cái mạch máu. Mà thuốc mà vào các mạch máu thì nó sẽ có hiện tượng gì? Vón cục và tắc mạch. Hiểu không? Hiểu tắc mạch là gì không? Tức là tím tái mà hoại tử da đó, thì chúng ta gọi là tắc mạch. Được chưa? Vậy thì các bạn thấy là chúng ta chỉ nên tập trung ở lớp nào? Với cái chức năng của cái thẩm mỹ viện của các bạn hoặc là cái spa của các bạn thì chúng ta chỉ tập trung vào đâu? Thượng bì mà thôi. Nhớ thấy chưa? Đừng có lấn xuống collagen, elastin rồi trung bì gì hết nha. Trừ bạn nào có máy công nghệ cao thì chúng ta sẽ tập trung thêm vào lớp trung bì. Còn ở đây đa số là gì? 99,9% các bạn là gì? Chỉ làm lăng kim, lăng đồ thì chúng ta nên tập trung ở nào?
lớp thượng bì mà thôi. Và trong thượng bì chúng ta phải tập trung làm sao mà bốn cái lớp đó nó khỏe thì da của chúng ta sẽ đẹp. Được chưa? Rồi, chúng ta quay trở lại với bài 1. Cấu tạo da các bạn chỉ cần nắm từng hạt gai đấy và các cái thành phần, các cái cơ quan có ở đâu trong trung bì là các bạn đã đủ để làm ngành của mình chưa? Đủ rồi đúng không? Làm da thì chỉ cần biết tới đó thôi. Bao giờ các bạn làm hơn đi rồi tôi dạy hơn. Làm da là chúng ta phải nắm thật chắc nè, sừng, hạt, gai đáy, nắm đi. Buổi chiều nay khi mà học chuẩn đoán và soi da đó sẽ liên quan tới lớp này nhiều, liên quan tới cái kiến thức sáng nay nhiều. Các bạn sẽ đang đặt dấu chấm hỏi là tại sao phải học sừng, hạt, gai đáy. Chiều nay các bạn có câu trả lời, được chưa? Còn cái phần trung bì các bạn học để gì? Để biết là nó có bao nhiêu cơ quan, chức năng của từng cơ quan là gì. Đừng nghiên cứu sâu vào lớp trung bì. Về nhà có đọc sách, có nghiên cứu gì thì nên đọc sách liên quan gì? Thượng bì, đọc sách liên quan tới cấu tạo lớp sừng, cấu tạo lớp đáy. Được chưa? Rồi, quay lại bài mụn thì tôi sẽ mời một bạn lên trả bài bài mụn. Bạn, đây là một đại lý, một cô gái kinh doanh thành công ở nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực gì cũng có mặt cô ấy hết, từ bán đồng hồ tới bán nước cà phê cho tới là tùm lum mặt hàng hết á. Và bây giờ là cô ấy chính thức lấn sân qua thời trang, và đã đi học rất nhiều trung tâm, nhiều lớp, đầu tư rất nhiều tiền, lấy bao nhiêu bằng cấp rồi. Ngày hôm nay mời em lên trả bài mụn. Bạn Vạn là học rất nhiều lớp của các bác sĩ, bao nhiêu tấm bằng rồi. Bây giờ mời Vạn sẽ trình bày về ba nguyên nhân chính gây ra mụn. Này không nhìn đâu. Thì em xin chào tất cả mọi người, chào thầy Phương ha. Thì những kiến thức mà em sắp chia sẻ với mọi người á thì cũng là những kiến thức này học được từ thầy. Thì em sẽ tóm gọn ha. Thì chắc là một số bạn ở đây á là sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề về điều trị mụn. Thì trước đây em cũng vậy. Thì khó khăn như thế nào? Khó khăn là mình sẽ trị hoài không hết, hoặc là thậm chí là mình trị một cái số mụn mà mụn người ta đang nhẹ nhưng mà sau đó mình trị thành nặng thêm. Thì sau khi mà em được tiếp nhận các phương pháp của thầy á và cái sản phẩm Linh Phương á, thì bây giờ em rất là tự tin để mà điều trị mụn luôn á. Thì khách tới thì em sẽ đôi khi chưa nhìn cái tình trạng của khách luôn nữa thì mình nói là cam kết 100%, và cái thời gian rút ngắn rất là nhiều luôn. Bây giờ em sẽ cái kiến thức của em có lẽ là một số người cũng sẽ biết rồi, cho nên thì em chỉ nhắc lại thôi ha, nhắc lại thôi và đơn giản ngắn gọn theo cái cách của thầy. Thì em sẽ nhìn theo đây, mà em sẽ nói nha. Thì mụn chúng ta sẽ có nhiều nguyên nhân, thì em sẽ trình bày ba cái nguyên nhân chính thôi. Thì cái nguyên nhân đầu tiên là do tăng tiết bã nhờn ha. Tăng tiết bã nhờn thì chúng ta biết á, nhìn bên đây thì cũng biết tiết bã nhờn cũng nằm cách nói với nang lông ha. Thì cái tiết bã nhờn á, nó sẽ là phụ thuộc vào cái hormone testosterone. Nó là hormone sinh dục nam, cái đó hormone sinh dục nam, cho nên thì mình thường thấy á, là khi mà các bạn mở tuổi dậy thì á, thì các bạn nam thì sẽ bị tình trạng mụn nhiều hơn ha. Và cái khi mà cái hormone testosterone nó hoạt động quá mức á, thì nó sẽ gây cái tiết bã nhờn sản xuất ra nhiều hơn ha. Thì cái nguyên nhân này nó cũng sẽ mình sẽ giải thích được cái hiện tượng á, là khi mà mình tới kỳ kinh á, với bạn nữ tới kinh kim nó thì mình sẽ bị nổi mụn ít thôi. Và cái nguyên nhân thứ hai á là cái nguyên nhân do sừng hóa cổ nang lông. Thì mình ở đây mình nhìn thấy á, là cái cổ nang lông của mình á, thì cái chất nhờn á nó sẽ tự đây và nó sẽ bài tiết, cái nang lông của mình nó sẽ bài tiết lên phía trên. Khi á, mà tế bào chết trên da của mình nhiều hoặc là cái tiết bã nhờn của mình nó hoạt động quá mức á, thì cái cổ nang lông của mình nó hoạt, cái nang lông mình nó hoạt động nhiều quá thì nó sẽ bị bít tắc, thì nó sẽ nén dầu lại, nó không có thoát ra ngoài được. Đó là cái hiện tượng cổ nang lông mình nó bị hẹp lại. Thì nó là nối tiếp với nguyên nhân thứ nhất. Và khi mà cái nguyên nhân thứ ba nữa là cái nguyên nhân do là vi khuẩn VHMS. VHMS thì nó là một cái loại vi khuẩn mà nó cư trú trên da của mình, da bạn nào cũng sẽ có hết. Nhưng mà khi mà nó bình thường thì nó sẽ là vô hại, nhưng mà khi mà cái tiếng nhờn của mình nó bị phì đại, nó bị phì đại ở cái phần đó thì nó phì vật phì to ra. Cái hình này là cái hình da bình thường, nhưng mà khi nó phì to ra thì lúc đó cái cộng với cái cổ nang lông của mình nó bị kích tắc thì nó tạo nên một cái môi trường hiếm khí, mà cái con vi khuẩn VHMS thì nó sẽ rất là thích cái môi trường này, nó sẽ sinh sôi nảy nở tốt cái môi trường này và nó ăn những chất nhờn mà mình bị kích tắc lại á, thì nó sinh sôi phát triển thì nó gây ra mụn. Thì
và sau đó nó sẽ tiến theo những cái diễn biến khác mà để mà cái mục của mình nó phát triển mà nó nặng hơn từ từ, nó từng giai đoạn sau đó nữa. Thì đây là 3 nguyên nhân chính, và có thể là khi các bạn tư vấn khách thì các bạn hỏi thêm một số nguyên nhân khác nữa. Thì có thể nguyên nhân là trường hợp mà các bạn mà uống thuốc ngừa thai cũng có thể gây rối loạn nội tiết và gây ra bị bụng, và cái trường hợp là bản thân bạn cũng gặp là uống nhẫm cân thì lúc đó là mình bị mất nước thì cũng gây ra mụn, và thêm cái tình trạng là do môi trường nữa. Tại vì một số bạn á, ví dụ như mình ở đây thì không lấy mụn, ví dụ như mình đi một tỉnh khác hoặc mình đi du lịch á, thì thay đổi môi trường á, thay đổi thời tiết thì mình cũng sẽ bị mụn. Và một cái trường hợp là do nghề nghiệp nữa. Ví dụ như bình thường da bạn rất là đẹp, không bị mụn gì hết, nhưng mà ví dụ như bạn đi làm trong một cái cơ quan, ví dụ như là một cái xưởng, như xưởng mai, xưởng gỗ, xưởng sơn, thì cái nguyên nhân đó là do bụi mịn nè, hoặc là do những cái hóa chất của sơn hoặc là cái bụi gỗ thì cũng gây ra mụn nữa. Và còn cái nguyên nhân nữa là cái nguyên nhân mà do mình dùng thuốc nè, rồi mình do cái bệnh lý bên trong nữa, cho nên là nếu như một bên ngoài thì mình có thể dễ dàng điều trị, còn khi mà mình tư vấn khách thì mình theo hỏi khách về có bệnh lý bên trong nữa để mình kết hợp với phương án điều trị của mình. Thì hiện tại là bên thầy đang có một cái phương pháp trị mụn. Trước giờ có lẽ các bạn trị mụn bằng nhiều phương pháp, thì có khi các bạn lăn kim, có khi các bạn dùng những cái sản phẩm peel hay bông tróc. Thì hiện tại bên thầy có một cái phương pháp là rất là đơn giản luôn, không bông tróc và không cần phải lăn kim, nhưng mà có thể là dùng xong là hơi mắc cúp luôn. Một số bạn rất thích mắc cúp, thì khi mà điều trị mụn các bạn sẽ nói là có phải kim mắc cúp không, hay là mình thường xuyên đi dự tiệc trang điểm gì đó, thì cái phương pháp bên thầy là sẽ có thể là rất thích thoải mái luôn, cho nên là các bạn rất là yên tâm với mụn. Thì sau cái buổi học này thì mình tin rằng các bạn sẽ, khi khách vô thì cũng như mình vậy đó, cam kết khách là trị mụn 100%, và có thể là rút ngắn thời gian điều trị thành 1/2 đến 1/3 thời gian luôn. Thì cái sản phẩm và cái phương án điều trị thì thầy sẽ chia sẻ sau ha. Thôi mình trả lại tới thầy thôi. Trừ 3 điểm. Bạn bị trừ 3 điểm vì tội VR trá hình. Tôi kêu lên trình bày 3 nguyên nhân chính thôi mà. Đâu muốn quảng cáo phương pháp đâu. Đâu muốn chia sẻ đâu. Đúng chưa? Rồi. Để hệ thống lại những cái điều mà bạn Vạn vừa trình bày á, thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu ghi bài ha. Và ghi tới đâu tôi sẽ giải thích tới đó. Chúng ta có 3 nguyên nhân chính gây ra mụn. Và 3 nguyên nhân này là 3 nguyên nhân mà tất cả các bác sĩ đều được học và đều được dạy ở trong trường y. Mụn của chúng ta có 3 nguyên nhân chính. Ngày xưa các bác sĩ sẽ bám vào 3 nguyên nhân này để họ điều chế ra thuốc điều trị mụn. Vì ngày xưa chúng ta không có thuốc bôi. Các bạn cũng biết một điều rằng là gì? Khi mà chúng ta bị mụn mà chúng ta đi bệnh viện da liễu là cái nơi mà điều trị như thế nào? Tệ nhất luôn. Vì sao? Toàn là cho một đống thuốc về uống. Thuốc bôi thì sao? Rất là rẻ. Một cái thuốc bôi tretinoin hoặc là retinol thì nó chỉ có giá tầm 30 đến 50 ngàn, hoặc là cái nào mắc nữa thì trên 100 ngàn. Đúng không? Vì sao các bác sĩ cho nhiều thuốc uống như thế? Vì chính là 3 nguyên nhân này đây. Và một lát nữa tôi sẽ kê mẫu một cái toa thuốc điều trị mụn mà các bạn thường gặp để các bạn biết là vì sao mà chúng ta lại bị mụn. Và đều có nguyên nhân và đều được khoa học công nhận. Nguyên nhân đầu tiên là tăng tiết bã nhờn. Tăng tiết bã nhờn. Tăng tiết bã nhờn là gì? Tuyến bã nhờn của chúng